cô không có đang xem một tiết mục thi. Tôi cho đây là một người nghệ sĩ biểu diễn nhưng mà là ca sĩ nữa. Quá là hoàn hảo. Em bắn hạt được mà tôi bắn được ta. Răng. Cô chỉ em bắn hạt với. Bắn hạt á? Ngồi tựa lan mạ. Ừ, đấy là sở trường của mỗi người. Sao ông bắn... Huế mong đòi bắn hạt cho thì để người ta chết luôn đấy. À bắn hay chứ bắn. Bắn hay dễ sợ. Đón xem đêm chung kết phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7.